Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam Quảng đến từ Giày TV. Và ngày hôm nay mình đang rất may mắn có mặt tại flagship store đầu tiên của New Balance tại Việt Nam ở số 30 Nguyễn Trãi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và qua video này mình sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn cận cảnh hơn về cửa hàng này và tất cả những sản phẩm mà cửa hàng này mang lại. Như các bạn có thể thấy thì không gian của cửa hàng flagship store được bài trí rất hài hòa giữa hiện đại và cổ điển. Nửa trước của cửa hàng được thiết kế rất hiện đại dành cho những dòng giày performance và nửa sau của cửa hàng được thiết kế rất hoài cổ dành cho những dòng giày classic. Và một điều rất thú vị là ngay khi các bạn bước vào cửa hàng, nếu như các bạn ngước nhìn lên trần nhà, các bạn sẽ bắt gặp được một bức poster rất là dài mà chúng ta có thể gọi nôm na là một cái timeline về sự hình thành và phát triển các dòng giày New Balance. Và như tất cả chúng ta đều đã biết, được hình thành và phát triển từ năm 1906, New Balance luôn được biết đến là thương hiệu giày chạy bộ hàng đầu thế giới dành cho tất cả những người yêu chạy bộ, kể cả những người tập luyện chuyên nghiệp. Và dòng sản phẩm chiến lược nhất của New Balance vào năm 2014 cũng đã có mặt tại đây, đó chính là New Balance 980 Fresh Form. Và công nghệ nổi bật nhất của dòng giày này chính là bộ đệm Fresh Form, hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn một cảm giác rất là êm ái khi chạy bộ. Và với cái giá là 2.795.000 thì mình nghĩ đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý để có được những công nghệ chạy bộ tối tân nhất. Và tạm gác lại những đôi giày performance với những công nghệ tối tân, tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với khu vực được các thần kinh giày quan tâm nhất, đó chính là không gian New Balance Classic, nơi mà các bạn có thể tìm thấy những đôi giày cổ điển của New Balance. Và trong không gian classic này, các bạn có thể tìm thấy những dòng sản phẩm đã khiến cho New Balance vượt qua biên giới là một thương hiệu giày chạy bộ và trở thành một thương hiệu thời trang trên toàn thế giới. Và những dòng sản phẩm như 574, 996 và 999 đã luôn gắn liền với những người yêu thời trang trong các thập niên qua. Và rất thú vị là ngay trong ngày hôm nay thì bộ sưu tập mới nhất của New Balance tại Việt Nam là Neon Lights đã có mặt tại cửa hàng. Và mẫu 580 này là một trong những thiết kế có mặt trong bộ sưu tập lần này. Và đúng như tên gọi của mình thì bộ sưu tập Neon Light sử dụng rất là nhiều những cái màu sắc bắt mắt và chói, ví dụ như là xanh lá chuối, hồng và xanh lam. Và những màu sắc này tuy là rất sáng nhưng mà được phối trên một cái nền giày là màu đen nên tạo cho đôi giày một cảm giác tuy là bắt mắt nhưng vẫn không bị quá lè lẹt. Và bên cạnh đó thì cũng có thêm một thiết kế 574 với phối màu tương tự dành cho các bạn nữ. Và ngoài hai phối màu rất là đậm trên nền đen này thì bộ sưu tập Neon Light còn có thêm hai phối màu khác dành cho những bạn nào tìm kiếm như mình một sự phá cách. Cũng là 580 và 574 nhưng phối màu đã bắt mắt hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là đôi 580 này với ba phối màu chính là xanh dương, xanh lá cây và cam khiến cho đôi giày trở nên cực kỳ nổi bật. Và nếu như được chọn một đôi trong bộ sưu tập Neon Light lần này thì chắc chắn mình sẽ chọn 580 này. Bởi vì 580 là dòng giày ưa thích của mình và phối màu này là một phối màu rất độc đáo. Và ngoài ra còn có đôi 574 này với toàn thân giày được phủ một màu hồng neon. Thì theo mình nghĩ 574 vốn đã làm mưa làm gió trong năm 2013 và 2014 vừa qua thì với phối màu này một lần nữa sẽ khiến các bạn nữ điên đảo. Và phân tích các phối màu như vậy là đủ rồi, sau đây sẽ là những hình ảnh on fit. Và đây, flagship store đầu tiên của New Balance tại Việt Nam. Nếu như các bạn đang tìm cho mình một đôi giày New Balance và muốn dẹp đi nỗi lo về chất lượng sản phẩm, những cái món hàng hóa trôi nổi trên thị trường hiện nay thì đây là một địa chỉ mà các bạn cần phải lưu ý, số 30 Nguyễn Trãi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào các bạn, mình là Nam Quảng đến từ Giày TV và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.